trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho học sinh Gia Lai cứu người đuối nước. Tỉnh đoàn Gia Lai phát động cuộc thi an toàn giao thông trong học sinh trung học phổ thông. 78 cán bộ y tế tập huấn sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Cử tri Cơ Bang đề nghị giải quyết những bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công an thành phố Pleiku bắt hai đăng kiểm viên. Đường Trăm Tỷ xuống cấp nghiêm trọng. Xin chào các bạn đang nghe podcast Gia Lai ngày 4 tháng 10, phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai điện tử. Vừa rồi là những thông tin chính có trong bản tin hôm nay. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Chiều ngày 3 tháng 10, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, anh Đỗ Duy Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho em Rơ Châm Ư, học sinh lớp 5G, trường tiểu học Nghĩa Hưng, huyện Chư Pả vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước. Theo đó, trưa ngày 9 tháng 9 năm 2023, em Rơ Châm Ư cùng em trai là Rơ Châm Chuân, sinh năm 2015, và ba người bạn là Chúc, sinh năm 2013, Vân, sinh năm 2012 và Hờ Lia, sinh năm 2015, rủ nhau đi chơi cạnh khu vực hồ nước tại làng Bui, xã Nghĩa Hưng. Do trời nắng nóng nên ba em là Rơ Châm Chuân, Chúc và Hờ Lia xuống hồ tắm. Trong lúc tắm thì cả ba cùng có biểu hiện bị đuối nước. Thấy vậy, em Rơ Châm Ư liền nhảy xuống hồ, kéo được Chúc lên bờ. Sau đó em tiếp tục kéo được Hờ Ly lên bờ trong tình trạng đuối nước nặng. Nhìn quanh không thấy em trai mình là Rơ Châm Chuân đâu cả. Em Ư tiếp tục nhảy xuống nước, mò tìm và kéo được Chuân lên bờ. Nhưng không may là em Rơ Châm Chuân đã tắt thở. Sau đó gia đình đã đưa hai em Hờ Lia và Rơ Châm Ư đi viện trong tình trạng suy kiệt sức khỏe. Qua điều trị, sức khỏe của em Hờ Lia và em Ư đã bình phục sau đó. Sau khi biết hành động dũng cảm của em Rơ Châm Ư, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã quyết định trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho em. Đây là danh hiệu cao quý tặng cho đoàn viên thanh thiếu nhi Việt Nam có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của nhà nước trong tình huống cấp bách. Thực hiện kế hoạch số 258/KH/UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh về năm an toàn giao thông 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai vừa phát động cuộc thi an toàn giao thông trong học sinh bậc trung học phổ thông năm 2023. Cuộc thi gồm 2 vòng. Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10. Vòng chung kết tổ chức đầu tháng 11 năm 2023. Tại vòng sơ khảo, các đội thi xây dựng một video clip tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương, đơn vị, tổ chức đoàn và gửi đến ban tổ chức cuộc thi. Thời lượng mỗi clip không quá 3 phút. Ban tổ chức sẽ chấm điểm và chọn các đội có clip chất lượng để vào thi chung kết. Ở vòng thi chung kết sẽ gồm 3 phần: thi tiểu phẩm, thi thuyết trình và tranh biện. Thông qua cuộc thi nhằm tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh bậc trung học phổ thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Trong 2 ngày, ngày 3 và ngày 4 tháng 10, tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Gia Lai tập huấn sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho 78 cán bộ y tế tuyến tỉnh và huyện. Các học viên là người trực tiếp thực hiện việc lấy mẫu máu sàng lọc trước sinh và sơ sinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện 331, Trung tâm Y tế các huyện Iagrai, Đắk Đoa, Chư Pả, Mang Giang, Chư Sê, Chư Bứ, Công Chợ Ro và thành phố Pleiku. Tại lớp học, các học viên được thạc sĩ bác sĩ Lê Tuấn Linh, giảng viên Trung tâm Sàng lọc Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Đại học Y Dược Huế, hướng dẫn các chuyên đề, quy trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, kỹ thuật lấy mẫu máu đầu ngón tay của thai phụ và lấy máu gót chân trẻ sơ sinh, sàng lọc sơ sinh suy giảm thính lực và dị tật bẩm sinh, điền phiếu gửi sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Bên cạnh đó, học viên thực hành các kỹ thuật nói trên tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, đồng thời được giải đáp các vấn đề có liên quan đến triển khai mô hình sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại các cơ sở khám chữa bệnh. Sáng ngày 3 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các ông bà Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đại tá Đinh Văn Thê, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
Rơ Châm Hờ Phích, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Chư Pả đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Cơ Bang trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Cử tri huyện Cơ Bang bày tỏ quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng khi kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét đánh giá và quyết định nhiều vấn đề lớn của đất nước được cử tri nhân dân quan tâm. Cụ thể như xem xét thông qua luật đất đai sửa đổi, luật căn cước công dân sửa đổi, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay trả nợ công v.v. Bên cạnh đó, cử tri huyện Cơ Bang cũng đề đạt nhiều tâm tư nguyện vọng đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trong đó, cử tri trên địa bàn huyện đề nghị các cấp tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngoài ra, nhiều cử tri cũng cho rằng tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, thủ tục phức tạp và đề nghị có giải pháp chấn chỉnh tình trạng này. Đồng thời đề nghị các cấp quan tâm điều chỉnh chế độ trợ cấp lương hưu hàng tháng cho đội ngũ cán bộ cấp xã khi nghỉ hưu nhằm đảm bảo nhu cầu cuộc sống, có chế độ phù hợp đối với cán bộ cấp thôn, làng và người cao tuổi, nên bỏ việc bắt buộc mua bảo hiểm xe máy vì trên thực tế không có hiệu quả và gây lãng phí v.v. Dưới sự điều hành của trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành cùng chính quyền địa phương đã trả lời thấu đáo các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và được đông đảo cử tri nhất trí cao. Theo nguồn tin riêng của báo Gia Lai, sáng ngày 3 tháng 10, Công an thành phố Pleiku thi hành lệnh bắt đối với hai nguyên phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8102D, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku là ông HND và ông CAT. Hai đăng kiểm viên này bị bắt vì đã có hành vi nhận hối lộ trong thời gian làm việc tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8102D từ năm 2022 trở về trước. Lực lượng công an cũng đã đưa hai đăng kiểm viên T và D ra Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8102D để thực hiện việc khám xét, thu thập chứng từ, sổ sách từ năm 2022 trở về trước, phục vụ công tác điều tra. Sau hơn 5 năm đưa vào sử dụng tuyến đường liên huyện Đắk Đoa - Chư Prông với điểm đầu tiếp giáp quốc lộ 19 thị trấn Đắk Đoa và điểm cuối tiếp giáp quốc lộ 14 xã Gia Băng huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai đã xuống cấp nghiêm trọng. Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần duy tu, sửa chữa nhưng mặt đường vẫn bị bong tróc, sụt lún, chi chít ổ gà gây khó khăn cho việc lưu thông. Đường liên huyện Đắk Đoa - Chư Prông có chiều dài hơn 21,8 km với kinh phí đầu tư hơn 104 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Tuyến đường được khởi công năm 2017, đến đầu năm 2018 thì hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hiện tại nhiều đoạn trên tuyến đường này bị hư hỏng nặng, nguy cơ mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Cũng theo trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Đắk Đoa, khắc phục chỗ này thì lại hư hỏng chỗ khác. Đáng chú ý là tuyến đường mở mới từ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Gia Băng đến quốc lộ 14 thì chất lượng mặt đường thi công không đảm bảo. Mặc dù chỉ là đơn vị thụ hưởng, nhưng sau khi nhận bàn giao từ năm 2018 đến nay, huyện Đắk Đoa đã nhiều lần bỏ kinh phí ra duy tu, bảo dưỡng. Tuy nhiên do nền đường yếu, trong khi lượng xe tải lớn lưu thông tương đối nhiều, nên đường càng nhanh xuống cấp. Năm 2021, huyện bỏ ra hơn 145 triệu đồng để duy tu sửa chữa những chỗ hư hỏng lớn để tạo điều kiện cho người dân đi lại. Đầu năm 2023, huyện đổ bê tông đoạn sụt lún tại vị trí cống km 17+750 có chiều dài khoảng 200m với kinh phí 420 triệu đồng. Đồng thời, theo kế hoạch, sẽ tiếp tục sửa chữa những đoạn mới hư hỏng có chiều dài khoảng 4km, dự kiến chi phí sửa chữa hơn 300 triệu đồng. Chiều dài đoạn đường bị xuống cấp gần 17km, nhưng kinh phí duy tu sửa chữa bỏ ra chỉ từng đó thì không thấm vào đâu, trong khi tuyến đường hiện đã nát như cám. Mặt khác, huyện cũng chỉ đạo các xã có đoạn tuyến đi qua cần đảm bảo an toàn giao thông, cố gắng kêu gọi các nguồn hỗ trợ từ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn dùng xi măng, cát đá, trám vá tạm thời những nơi bị hư hỏng nặng để giải quyết tình thế trong mùa mưa. Trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Đắk Đoa nhấn mạnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 5 tháng 10.